chuyên mục Phổ biến kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Phổ biến kiến thức kỳ này xin được gửi tới quý vị và các bạn hai bài viết. Bài thứ nhất, phương pháp uống nước đẩy lùi bệnh ung thư. Bài thứ hai, 9 thực phẩm kỵ ăn chung với mật ong. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phương pháp uống nước đẩy lùi ung thư. Uống nước ngay khi thức dậy giúp điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh như đau đầu, đau nhức cơ thể, viêm khớp, bệnh tim, bệnh động kinh, bệnh béo phì, bệnh lao, viêm màng não, bệnh thận, nôn, viêm dạ dày, tiểu đường, táo bón, bệnh tử cung, tai và bệnh cổ họng. Phương pháp: ngay khi thức dậy, trước khi làm bất cứ điều gì, bạn nên uống ngay một ly nước khoảng gần 200ml. Hãy nhớ rằng nếu bạn không thể uống hết được lượng nước này ngay lúc đó thì hãy bắt đầu từ từ và tăng dần lượng nước mỗi ngày. Bạn đánh răng và vệ sinh cá nhân buổi sáng, nhưng hãy chờ sau 45 phút hãy ăn sáng như thường lệ và sau đó không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong vòng 2 giờ. Kết quả, theo các nghiên cứu đã chứng minh, nếu thực hiện theo đúng phương pháp trên, nhiều bệnh đã được đẩy lùi với những khoảng thời gian nhất định. Cao huyết áp 30 ngày, các vấn đề về dạ dày 10 ngày, tiểu đường 30 ngày, táo bón 10 ngày, ung thư 180 ngày. Sử dụng phương pháp điều trị này không hề có tác dụng phụ ngoài việc bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn vào những ngày đầu khi mới thực hiện. Bạn hãy nhớ rằng nước uống, các hoạt động hàng ngày và giữ gìn sức khỏe là những cách đơn giản nhất để kéo dài cuộc sống khỏe mạnh. Cách uống trà nóng của người Trung Quốc và Nhật Bản trong các bữa ăn thay vì nước lạnh rất khoa học, bởi nước lạnh sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và cô đặc lượng dầu tiêu thụ và dẫn đến ung thư. Bạn cũng nên thử áp dụng phương pháp này để tăng cường sức khỏe của chính mình qua bài viết của Ngọc Mai. Thưa quý vị và các bạn, mật ong rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng có thể gây hại nếu dùng sai cách. Mời quý vị và các bạn đến với bài 9 thực phẩm kỵ ăn chung với mật ong. Mật ong vừa là thực phẩm, vừa là dược phẩm. Nó rất có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, khi kết hợp với một số thực phẩm, cơ thể có thể bị ngộ độc, dẫn tới nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dưới đây là những thực phẩm cần tránh khi sử dụng với mật ong. 1. Cá chép. Bà nội trợ nấu ăn mà kết hợp hai thứ này với nhau có thể sẽ khiến người thưởng thức bị trúng độc. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc. 2. Cơm. Nghe có vẻ rất khó hiểu vì cơm vốn dĩ mát, lành, chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Còn mật ong lại bổ dưỡng. Nhưng sự thật, mật ong ăn cùng cơm có thể làm bạn bị đau dạ dày. 3. Sữa đậu nành. Trong đậu phụ, tàu hũ thường có thạch cao và trong mật ong thì có đường. Hai thành phần này gặp nhau sẽ tạo hiện tượng vón cục, đông cứng trong dạ dày, gây khó thở, hụt hơi rồi hôn mê. Đặc biệt, nếu mắc bệnh tim mạch, thời gian dẫn đến tử vong có thể nhanh hơn. 4. Nước đun sôi. Mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất rất phong phú. Nếu hòa lẫn với nước sôi, sẽ không thể duy trì được màu sắc, mùi vị tự nhiên mà còn phá vỡ thành phần dinh dưỡng của mật ong. Nhiệt độ nước tốt nhất để hòa cùng mật ong là 35 độ C. 5. Hẹ. Theo dân gian, trẻ nhỏ bị ho thường dùng mật ong và lá hẹ hấp lên lấy nước cho uống. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nó chỉ có tác dụng nếu hệ tiêu hóa của em bé tương đối ổn định. Hẹ có hàm lượng vitamin C phong phú. Tuy nhiên, nếu kết hợp với mật ong, có thể gây tiêu chảy. 6. Thì là kết hợp hai thứ này với nhau dễ gây tổn thương gan, sưng đau mắt đỏ. 7. Cua. Cua tính hàn. Nếu sau khi ăn cua mà bạn uống mật ong, sẽ gây kích thích đường ruột và dễ gây tiêu chảy, thậm chí trúng độc.
8. Cá diếc. Cá diếc kỵ mật ong vì nếu ăn chung cá diếc với mật ong sẽ làm chúng độc kim loại nặng, hậu quả rất nghiêm trọng. 9. Hành. Hành kết hợp với các món có chung mật ong cũng có thể gây tiêu chảy. Mật ong có tác dụng thanh nhiệt, trong hành chứa nhiều chất gặp axit hữu cơ và enzyme trong mật ong sẽ sinh ra phản ứng hóa học, sinh ra chất có độc và kích thích đường tiêu hóa, gây chứng bụng, tiêu chảy. Theo báo Ngôi Sao,